Quý vị và các bạn thân mến, huyện Đơn Dương hội tụ khá nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển du lịch dịch vụ. Trong đó phải kể đến tiềm năng phát triển ngành nông nghiệp, sản xuất rau hoa quả, ứng dụng công nghệ cao. Cùng với các loại hình du lịch phát huy giá trị văn hóa của người bản địa và các nghề thủ công truyền thống. Để phát huy những giá trị bản địa, huyện Đơn Dương đang triển khai những giải pháp cụ thể để đưa ngành du lịch dịch vụ của địa phương cất cánh. Khu du lịch Sunten Hills Đà Lạt đóng chân tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương với Đại Bảo Tháp Kinh Luân, bánh xe cầu nguyện lớn nhất thế giới được xác lập bởi tổ chức Guinness và là điểm đến du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn châu Á-Thái Bình Dương, được vinh danh bởi Liên hiệp các hội UNESCO, trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong thời gian qua. Hưởng ứng tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3, khu du lịch này đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như giảm 50% vé tham quan cho người dân Lâm Đồng và giảm 50% vé tham quan cho du khách từ khung giờ 15 giờ đến 18 giờ và tặng 2.000 móc khóa thủ công cho khách tham quan. Qua quá trình vận hành, khu du lịch văn hóa tâm linh Sunten Hills Đà Lạt đã biến vùng đất gian khó Tu Tra khởi sắc. Mục tiêu của chúng tôi là muốn gắn kết với cả bà con và phát triển kinh tế của vùng. Thì hiện nay thì như tất cả mọi người đã biết thì là công trình ở đây là thuộc về khu tham quan du lịch Sunten Hills. Và mục tiêu của chúng tôi là muốn ngoài cái mục tiêu là doanh nghiệp phát triển ra thì chúng tôi còn muốn đóng góp một phần vào trong cái việc là thúc đẩy phát triển du lịch của Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung. Nhằm phát huy lợi thế của du lịch nông nghiệp huyện Đơn Dương trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, anh Phan Thanh Nhân ở thôn Quảng Lợi, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương đã thành lập Avocado Farm, kết hợp ẩm thực và các dịch vụ trải nghiệm thư giãn, nghỉ dưỡng, tắm thảo dược, giúp cho điểm du lịch Avocado Farm trở nên độc đáo trên vùng rau thương phẩm nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng tại huyện nông thôn mới kiểu mẫu Đơn Dương. Cái điểm của Avocado Farm á, thì đang phối hợp với chính quyền địa phương để làm một cái điểm du lịch nông nghiệp nông thôn tích hợp đa giá trị. Tức là mình sẽ khai thác về giá trị văn hóa bản địa như là văn hóa, rồi kinh nghiệm sản xuất, vị trí địa lý, ẩm thực. Đó. Thì qua đó nó sẽ giúp được cái người dân trong địa phương á, nó để nâng cao thu nhập. Hiện nay huyện Đơn Dương có trên 10 mô hình du lịch, bao gồm các hộ cá thể và doanh nghiệp phát triển du lịch theo hướng canh nông và phát huy giá trị văn hóa của người bản địa. Trung bình mỗi năm, Đơn Dương đón khoảng 60.000 đến 80.000 lượt khách đến tham quan. Các sản phẩm loại hình du lịch trên địa bàn huyện cũng được đánh giá khá đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, để phát huy được sự tinh túy, khác biệt, đặc trưng của Đơn Dương so với các địa phương khác, huyện Đơn Dương cũng cần có những quyết sách định hướng cụ thể để nâng cao tư duy của người dân làm nông nghiệp sang làm du lịch dịch vụ. Đơn Dương cũng là một trong những cái vùng mà nổi tiếng thuộc dạng là cả Việt Nam mình là về nông nghiệp và đặc biệt nông nghiệp công nghệ cao. Có rất là nhiều các sản vật giống như khoai tây, rồi những cái cà rốt và những loại rau hoa. Thì đây có thể nói là vựa rau của tỉnh Lâm Đồng và vựa rau của Việt Nam. Và chính vì vậy thì khi mà kết hợp để thứ nhất là phải kết hợp du lịch nông nghiệp theo cái hướng trải nghiệm, nhưng mà phải kết hợp với ẩm thực là những cái food tour hoặc là những cái cooking class, thì điều này thì ở Đơn Dương chưa có. Và bởi vì là quá nổi tiếng về nông nghiệp, nhưng mà đôi khi đây cũng là một cái điểm là sẽ níu chân, bởi vì khi mà mình tác phong, mình canh tác nông nghiệp, khi mà bước qua kết hợp với du lịch thì đây là một bước chuyển mà rất cần thời gian và sự cố gắng rất là nhiều. Mà hiện giờ là bản thân rất là nhiều đơn vị du lịch cũng như bên phía hiệp hội du lịch thì là cảm nhận là chúng ta vẫn chưa khai thác được cái điểm mạnh này. Đơn Dương sẽ tiếp tục, thứ nhất là phải tăng cường công tác quảng bá giới thiệu về du lịch Đơn Dương. Thứ hai là phải làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ để có sự kết nối giữa các đơn vị với nhau, với các đơn vị công ty lữ hành và du lịch để tạo ra những cái tour như là các tuyến du lịch đến với Đơn Dương. Thứ ba là phải tạo ra cái sản phẩm đặc trưng của ngành du lịch. Đặc biệt là Đơn Dương là cái đặc lợi thế về sản xuất rau hoa, đặc biệt là các loại trái cây như là hồng, bơ, quýt và một số sản phẩm khác để mà tạo ra một sản phẩm đặc thù của Đơn Dương. Cái tiếp theo đó là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để phục vụ cho du lịch cũng như là phát triển kinh tế xã hội địa phương.
và một vấn đề tiếp là phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về cho đội ngũ trong công tác quản lý cũng như là lực lượng lao động trong cái phục vụ cho lĩnh vực du lịch. Để khai thác tốt những tiềm năng thế mạnh hiện có, giúp phát triển du lịch Đơn Dương theo hướng bền vững, kết nối với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh, tạo thành những chương trình tour tuyến hấp dẫn thu hút du khách. Đơn Dương phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030, du lịch cơ bản trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, phát triển theo hướng chất lượng cao và bền vững, tăng tỷ trọng ngành du lịch dịch vụ trong GRDP của huyện đến năm 2030 đạt trên 40%. Với những định hướng chiến lược cụ thể, Đơn Dương đang mở đường cho du lịch cất cánh